bây giờ là anh đang có mặt trước nhà của chị Mai. Xíu nữa sẽ vô nói chuyện với chị Mai để coi là chị có nhận xét, có chia sẻ, có tâm sự gì về bà hỏi ra mình sống dưới danh phận của chị có thấy hài lòng hay không. Thì một lát nữa vô đó chia sẻ nói chuyện cho mọi người nghe tiếp nha. Chào mọi người, chị em sinh đôi ở một thế giới khác, Mai. Và chào tất cả quý vị khán giả, mình là Phương Anh Đào. Lần đầu tiên thì chắc là cho chị Mai chào bé Đào. Và Mai xin chào tất cả quý vị khán giả đang ngồi xem và cũng như nghe những cái chia sẻ của ngày hôm nay. Mai có thể chia sẻ về câu chuyện của chính bản thân mình được không? Mai thấy là Mai gần gũi với rất là nhiều chị em phụ nữ ở ngoài kia, nhiều vất vả, nhiều nước mắt. Thì ở bên ngoài nó cũng sẽ có những người phụ nữ giống như vậy, và họ cần được công nhận hơn, cần được trân trọng hơn, cần được yêu thương hơn, để họ có thể bỏ qua những cái mặc cảm tự ti của họ hoặc là những cái định kiến đang dành cho họ. Thì không biết là anh Đào cảm giác ra sao khi mà lần đầu đọc Mai qua kịch bản cho đến những ngày làm việc đầu tiên cho đến bây giờ. Lần đầu gặp Mai hả? Thật ra là ở những cái ngày mà mọi người định trang với nhau á, mọi người đã làm việc về cái phần ngoại hình. Mình luôn luôn nghĩ về nhân vật, mình luôn mường tượng trong đầu hình ảnh nó sẽ như thế nào. Nhưng mà cho đến ngày mà mình thật sự mình tìm thấy cái vẻ bề ngoài của cổ như thế nào thì nó cũng là một cái sự bỡ ngỡ. Và Mai cho anh Đào có một cái cảm giác rất là thân thương, kèm theo trong đó nữa là một cái sự từng trải của một người phụ nữ. Và anh Đào cảm thấy là mỗi ngày mình đều ám ảnh bởi cô ấy trong tất cả các giấc ngủ. Suốt những ngày quay vừa qua là lúc nào cũng vậy, không có ngon giấc. Không biết là anh Đào đã chuẩn bị những cái điều cần thiết nào để mà hóa thành chị Mai. Mới đầu anh Đào có đi học massage nè, đi học khiêu vũ với Tuấn nè. Lần đầu tiên tập khiêu vũ nó cũng sẽ có những khó khăn nhất định. Là về cái phần thời gian, bởi vì cái bài này nó đến 1 tiếng rưỡi lận mà mọi người chỉ được tập trong 4 ngày, mỗi ngày 1 tiếng rưỡi. Thì cũng may mắn là Tuấn là giỏi, rất tập trung nữa, nên là Tuấn cũng nhiều bạn tốt, nên là cho đến bây giờ thì mọi người đã gần như là hoàn thành, chỉ cần chút dáng nữa thôi. Em cố tình mà đó, em phải như vậy chứ rồi. Thì bữa trước có đi học massage cho nhân vật Mai thì mọi người cũng có đánh giá sơ sơ, rồi mọi người nói là cũng có thể đi massage dạo thì kiếm thêm chút đỉnh thế nào cũng được đó. Học mới có được 7 buổi, một buổi như vậy 2 tiếng. Bây giờ tới ngày đầu tiên quay bắt đầu dùng với cảm massage không nhớ một cái bài nào hết trơn mọi người, tại vì hôm nay mình đang xóa hết ký ức cũ để tái tạo một cái nhân vật mới, mà không biết sao kỹ năng của nhân vật mà bây giờ hôm nay là mình quên hết. Mọi người nhận xét về anh Đào rồi. Bây giờ thì anh Đào thử chia sẻ lại cảm nhận của mình, ấn tượng của mình về mọi người lại thử coi. Chắc là ấn tượng với Tuấn trước đi, tại vì Tuấn sẽ là người làm việc trực tiếp với cả anh Đào ở trong đó nhiều nhất. Thì Tuấn là một người bạn mà anh Đào cảm thấy là ở cái chàng trai này có cái sự chân thành và có rất là nhiều cái sự cố gắng. Ảnh không có nói nhiều nhưng mà ảnh sẽ bằng hành động, ảnh luôn luôn âm thầm quan tâm và hỗ trợ cho anh Đào rất là nhiều ở trong cái công việc này. Nói chung Tuấn là một người rất là dễ thương. Nói về anh Thành thì không có gì để bàn về cái chuyện là ảnh yêu chiều mọi người. Ảnh cho mình thêm kỹ năng, cho mình thêm sự chia sẻ làm sao để mình có thể hoàn thành cái cảnh đó nó ở một cái cấp độ là đặc sắc nhất. Cái tinh thần mà lắng nghe và cả xây dựng của mọi người ở trong đoàn á đều đánh giá rất là cao, rất là dễ thương. Có một người bạn nữa trong đoàn mà anh Đào cũng nói chuyện cũng khá là nhân vật mà Bình Minh. Thì có thể là hai chị em chắc ở ngoài cũng hơi tưng tưng như nhau nên là hai đứa vô sách nói chuyện cũng rất là nhiều, cũng chia sẻ rất là nhiều. Thiệt sự là anh Đào cảm thấy rất là may mắn bởi vì mà mình được đi làm ở trong một ekip mà toàn thể mọi người đều rất là có tâm với công việc. Dàn vũ trụ hàng xóm và tất cả các nhân vật cô chú anh chị khác ở trong đoàn này, mọi người dễ thương cực kỳ, lúc nào lên là cũng mang đồ ăn, mang thức uống để chăm sóc với nhau, động viên nhau. Nên là chính vì những cái sự quan tâm, những cái cử chỉ đó làm cho mọi người cảm thấy rất là thoải mái. Mai cảm thấy như thế nào về vũ trụ hàng xóm nè, xong về nhân vật, về ba mình nè, ba Hoàng nè, về Bình Minh nè, về nhân vật Dương?
thì Mai có thể chia sẻ thêm được không? Tất cả những cái nhân vật xung quanh ở một cái góc độ nào đó, mọi người vẫn có những cái định kiến làm cho bản thân cái người họ đã tổn thương mà họ có thể càng bị tổn thương nặng hơn. Ba Hoàng là một trong những người làm bộc lộ con người của Mai ở một cái khía cạnh mà bản thân mình bị bất ngờ. Khi mà Mai có những sự tương tác với Ba Hoàng thì nó không giống như mà Mai của anh Đào tưởng tượng. Mai cũng nhiều lần bỏ qua cái cơ hội để mình hạnh phúc nửa vời. Mai cảm thấy là mình có trách nhiệm cần mang lại hạnh phúc nhiều hơn cho Bình Minh. Bình Minh là một trong những cái điều tươi sáng nhất. Dương là một cái chàng trai có vẻ cũng mới lớn, thích chinh phục, ham chơi ngay lúc ban đầu. Cũng là cái sự trẻ con ở trong cái nhân vật đó mà làm cho Mai cảm thấy khác. Và cả về sau này, ở một cái giai đoạn khác nữa thì Dương cho Mai được cái cảm giác là Dương có thể bảo vệ Mai. Mai cảm thấy rất là dễ chịu. Cuộc đời của Mai nó có quá là nhiều cái gian truân. Nếu như bước ra khỏi kịch bản đó, sống cuộc đời của mình và có những cái sự lựa chọn thật sự, thì Mai có muốn cuộc sống của mình nó sẽ khác đi không? Nếu mà được viết lại, Mai mong muốn là Mai sẽ trọn vẹn hơn về mặt tình cảm lứa đôi. Sau nhiều cuộc tình mà bị mất niềm tin á, Mai chỉ mong là cái niềm tin của mình đủ lớn, cái sức chứa của mình nó đủ dày để dành cho cái người xứng đáng. Và tất cả những cái điều trải qua trong cuộc đời của Mai làm cho Mai cảm thấy là mạnh mẽ hơn, biết yêu quý bản thân mình hơn, bỏ qua mặc cảm, tự ti, tìm lại niềm tin trong cuộc đời, và Mai cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Đây là một trong số rất ít phim mà mình cảm thấy là không cần phải vay mượn cảm xúc cá nhân. Mình có thể quan sát, tưởng tượng, mình bỏ vào đó sự đồng cảm, sự chân thành, thì một cách nào đó mình sẽ lột tả được. Thì với dự án này chắc chắn là anh Đào sẽ học hỏi được về góc nhìn đa chiều, về cái sự đa dạng ở trong cách mình tiếp cận diễn xuất. Thứ hai nữa là học về cái cách mà khi mình ra hiện trường mình làm việc với mọi người ở trong một cái tập thể. Cái thứ ba nữa, làm gì cũng phải thương bản thân một chút. Đối với anh Đào, dự án này đặc biệt. Và cái câu chuyện của chị Mai làm cho anh Đào cũng phải trăn trở rất là nhiều. Hy vọng là mọi người ra rạp xem thì mình cũng sẽ có một cái thế giới riêng, hoặc là mình có thể kết nối được thế giới riêng với Mai.